Contact thì chỗ này là một trong những nơi lý tưởng để mình đi picnic và dẫn chị em đi ra bơi lội. Khúc này họ có nước thải chơi với con chim nè, có nước uống, có bàn ghế, biển. Ở nước Úc thì lúc nào cũng có chim, lúc nào cũng có restroom, toilet để cho mọi người đi thoải mái và có phòng tắm lại. Đằng xa sau đó thì nếu mà những chú chó muốn chơi chạy nhảy thì họ có đi sau cái chỗ đó. Bãi cát, ra hồ múc cát, nó không có nhiều sóng, biển thẳng lặng hơn, không có sóng. Cái biển này nó êm đềm, mình thích hợp cho những trẻ em chơi những cái vùng như thế này, biển sóng nó không có đánh dữ dội. Chị em đang chơi với bố mẹ đây. Đang chơi với ba. Yên bình bơi lội thoải mái. Nhưng cũng có rất là nhiều nơi đẹp dành cho chị em riêng biệt. Tại cắm trại, có thể ngủ qua đêm nếu muốn. Đó là những cái lều họ dựng lên nè. Đây là một trong những nơi picnic lý tưởng. Ở chỗ này các bạn có thể đi bộ nếu muốn coi thác nước nhỏ nhỏ, đi bộ xong quanh cái này và muốn đi ra men liệt ở đây cũng có thể đi được. Có nhiều hướng để cho mình đi bộ lắm, để giả ngoại lắm. Nó có một cái núi nhỏ nhỏ. Quay quay đột xích đu rồi nhà leo đầy đủ.